Cửa hàng sửa chữa xe máy anh Khoa đối diện trạm y tế phường Cẩm Phú xin gửi lời chào tới tất cả khách hàng. Hôm nay cửa hàng đang hỗ trợ cho một bác thợ một cái ban bệnh của một con xe A-Blade vào trong cái tình trạng là hụt ga, yếu máy và thậm chí còn cả mất cả ga lên ti. Sau khi được sự đồng ý của khách hàng và anh thợ đã gọi điện tới cho cửa hàng sửa chữa xe máy anh Khoa. Cửa hàng sửa chữa xe máy anh Khoa đã dùng thiết bị xác định mã lỗi của cửa hàng để kiểm tra các cái thông số cảm biến của xe trên xe gửi về. Thì cửa hàng phát hiện thấy một điều, đó là cái con cảm biến khí thải oxy. Đây các bạn ý cái dòng bên trên này. Thì điện áp của nó báo quá cao, lúc nào cũng điện áp trên 2V. Sau khi mình đã tiến hành tháo và vệ sinh, vẫn kiểm tra vệ sinh cái cảm biến oxy vẫn không được, và mình đã quyết định thay con khác. Đây là cái con cảm biến của nó. Đây. Mình đã tiến hành thay cảm biến oxy. Và điện áp của cảm biến oxy nó đã nằm trong giải. Như thế này là ok. Trước khi chưa thay cảm biến oxy thì điện áp cảm biến oxy lúc nào nó cũng trên 2V. Bây giờ nó đã xuống dưới 1V. Đấy là những cái thông số mà sau cái quá trình sử dụng những cái con cảm biến đó nó bị già và bị trôi giá trị, đâm ra nó gửi điện áp về cho ECM chip chủ là nhận biết là điện áp đang sai, do đó là cung cấp tỷ lệ hòa khí theo mình là hơi nhạt, thiếu xăng, gây ra cái hiện tượng hụt ga, yếu máy khi tăng tốc, thậm chí còn chết máy đột ngột. Đấy. Đi cái xe rất là khó chịu. Chúng ta chỉ cần kéo ga lên là xe đã hụt, thậm chí chết máy luôn, nhưng bây giờ chúng ta kéo ga thoải mái. Bây giờ chúng ta kéo ga thoải mái, xe không chết. Cửa hàng sửa chữa xe máy anh Khoa đối diện trạm y tế phường Cẩm Phú thì nhận sửa chữa tất cả các loại ban bệnh của các dòng xe máy phun xăng điện tử đời mới nhất bây giờ nhé, cho các khách hàng và anh em thợ nhé, trên địa bàn khu vực. Đây thì là cái con xe này là mình cũng đang hỗ trợ cho một bác thợ, bác cứ đưa tới. Đấy, bác cũng kiểm tra sơ qua rồi nhưng mà không thể tìm ra cái nguyên nhân chính gây ra cái bệnh hụt ga này được. Đấy. Thì cửa hàng cũng phải dùng tới, cũng không phải là sửa xe bằng kinh nghiệm của cửa hàng bảo là tôi sửa lâu năm mà tôi làm được. Cửa hàng phải dùng tới thiết bị, cửa hàng đã đầu tư những cái thiết bị máy móc hiện đại và tân tiến để tìm và xác định là cái nguyên nhân mà dẫn tới chiếc xe của chúng ta nó hụt ga, yếu máy, để giải quyết một cách triệt để cho khách hàng. Như vậy là chiếc xe này chúng ta đã được ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp trả lại và gọi điện cho bác thợ tới lấy xe về để giao xe cho khách hàng, để kịp thời gian cho khách hàng đi lại. Vâng, một lần nữa cửa hàng xin gửi lời chào tới tất cả các vị khách hàng nhé. Mình sẽ quay lại những cái video clip tiếp theo của mình ở những cái ban bệnh của xe đưa tới cửa hàng, và của khách hàng đưa tới cửa hàng và của các anh em thợ đưa tới đấy nhá. Khách hàng hãy bấm theo dõi để còn sẽ được theo dõi nhiều cái video clip tiếp theo của mình nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.